Nay rằm tháng 8 thì mình hướng dẫn tặng cho các bạn món chè cốm hạt sen tươi. Thì cái món chè này rất là dễ nấu. Các bạn nấu theo đúng định lượng là các bạn sẽ thành công thôi. Ở đây thì mình nấu cái hạt sen tươi nha. Hạt sen tươi nó sẽ có cái độ bùi với lại độ thơm của cái hạt sen. Các bạn nấu nhỏ lửa để cho hạt sen còn nguyên hạt. Nếu như mà có bọt thì các bạn hớt bỏ bọt đi. Còn không thì các bạn sẽ dùng hạt sen khô cũng được. Ở đây mình dùng cái cốm tươi nè. Thì cái cốm này mình bỏ trong tủ lạnh nó hơi lâu cho nên nó hơi quéo lại một chút xíu thôi. Thì các bạn đem đi ngâm nước tầm khoảng chừng 1-2 phút. Cốm sau khi mà đã ngâm đủ thời gian rồi thì vớt ra để cho ráo. Bởi vì cái cốm này là cốm tươi, nếu như mà các bạn ngâm quá lâu thì khi mà các bạn nấu nó sẽ bung tét lét ra đó nha. Hạt sen cũng vậy, các bạn luộc xong các bạn vớt ra để cho ráo. Còn đây là cái nước hạt sen, các bạn để cho thật nguội và tận dụng trộn với lại bột năng sẽ giúp cho chè của mình thơm cái mùi hạt sen hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi nấu cái phần nước chè nha. Các bạn cho nước vào trong nồi, cho đường, cho muối vào khuấy cho tan, rồi bật bếp lên nấu cho sôi. Đây là cái nước hạt sen hồi nãy đã có nói rồi. Và để cho thật nguội rồi trộn với lại bột năng, trộn đều lên. Tận dụng nước hạt sen như vậy sẽ giúp cho nước chè có cái hương vị đặc trưng của mùi hạt sen hơn. Khi nước sôi thì hạ lửa xuống lửa vừa cho cốm vào. Vì đây là cốm tươi cho nên nấu tầm khoảng chừng 1-2 phút thôi, nấu lâu nó sẽ bị bung bét ra. Các bạn sẽ cho hạt sen vào. Các bạn cho vào như vậy á, nấu tầm khoảng chừng 1-2 phút thì sen với lại cốm ngấm cái phần nước đường sẽ ngon hơn. Bây giờ các bạn sẽ hạ lửa nhỏ xuống thấp nhất để các bạn cho cái phần hỗn hợp bột năng này vào. Và nhớ là mình sẽ châm từ từ thôi chứ mình đừng có đổ một cái ào. Đổ một cái ào là coi như là nó vón nguyên hình một cái bánh luôn đó. Các bạn nên dùng cái phớt lòng như thế này nè thì các bạn khuấy bột năng nó mới đều được. Sau khi mà các bạn đã khuấy đều rồi á thì các bạn sẽ cho cái hỗn hợp nước cốt lá dứa đậm đặc này vào. Ở đây thì mình dùng cái nước cốt lá dứa đậm đặc á để cho cái chè của mình nó có cái màu đậm của lá dứa, xanh đẹp hơn và tự nhiên hơn, đồng thời thì cũng thơm hơn nữa. Tiếp theo là các bạn sẽ cho dừa sợi vào, các bạn trộn đều lên. Bạn nào muốn ăn đặc hơn thì cho thêm bột năng vào. Nhưng mà với cái định lượng này thì mình đã canh rồi, khi chè nguội thì sẽ đặc hơn một chút xíu nữa. Cho nên là cần chú ý chỗ này, nếu như mà cho quá nhiều bột năng thì khi chè nguội lại á, cái chè của mình nó sẽ đặc lại giống như bánh đúc vậy đó. Còn đây là cái phần nấu nước cốt dừa nè, các bạn cứ nấu theo cái định lượng mà mình đã ghim trên màn hình nha.